Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng Nhung Vlog của mình. Hôm nay mình sẽ review cách lặt lá mai ngày Tết miền Tây quê mình nhé. Hoa mai là loại hoa tượng trưng cho không khí Tết. Mỗi dịp xuân về, nhà nhà, người người đều chăm bón cho chậu mai hoặc vườn mai nhà mình sao cho hoa nở đẹp và đúng dịp nhất. Một trong các cách chăm sóc mai cho hoa nở ngay Tết là lặt lá của chúng. Cùng mình tìm hiểu kinh nghiệm cũng như thời gian lặt lá lúc nào là thích hợp nhất nhé. Lặt lá mai hay còn gọi là tuốt lá mai là biện pháp giúp cây mai có thể tập trung dinh dưỡng, phát triển cho cây mai vàng, nuôi nụ hoa, các mầm hoa lớn nhanh, từ đó hoa sẽ nở rộ sớm hay muộn phụ thuộc vào thời gian mà người trồng tiến hành lặt lá. Chúng ta cần quan sát kỹ xem phần vỏ ngoài của nụ hoa đã rụng hay chưa. Nếu rụng rồi thì mới tiến hành lặt lá. Nên tiến hành xiết nước trước khi lặt lá mai khoảng 3-4 ngày, tạo nên môi trường khô hạn để cây tập quen dần với việc thiếu nước khi bị lặt hết lá, hạn chế thấp nhất tình trạng bị sốc cho cây. Sau khi lặt lá xong sẽ tiến hành tưới nước lại, khi đó mai sẽ tức và bắt đầu ra hoa. Đối với những cây có khả năng sinh trưởng tốt thì việc lặt lá cần được tiến hành sớm hơn. Còn với những cây khá yếu và sinh trưởng chậm thì bạn có thể lùi thời gian lặt lá chậm hơn. Khi các bạn tiến hành lặt lá thì không nên tuốt vì sẽ làm hư hỏng mầm hoa. Có hai cách lặt lá mai Tết đúng cách. Cách 1. Chúng ta dùng một tay nắm cành hoa mai, một tay cầm từng lá giật ngược về phía sau. Cách này có ưu điểm là ít tốn sức, nhanh, nhưng nhược điểm là dễ kéo theo những đoạn dài bỏ cành cây, làm hại nụ hoa và cành hoa. Cách 2. Dùng một tay nắm cành hoa mai, một tay cầm từng lá kéo theo chiều của chiếc lá. Ưu điểm là gặp cuốn dai cũng không bị xước vỏ, nhưng cách này tốn nhiều sức hơn đối với những đọt non dễ bị đứt đọt do kéo quá sức. Lưu ý, bạn phải lặt hết lá non và lá già mới là cách làm mai nở đúng Tết và trổ sai hoa. Thời điểm lặt lá mai tốt nhất có thể dựa vào nụ hoa và thời tiết. Đầu tiên, dựa vào nụ hoa thì thời điểm tuốt lá mai vàng còn được chọn tùy thuộc vào kích thước của nụ mai. Khi hai miếng vỏ ngoài của nụ mai bắt đầu rụng thì đây sẽ là thời điểm lý tưởng để các bạn chọn bắt đầu lặt lá mai vàng. Thời gian lặt lá mai thường vào các ngày 13-14 tháng Chạp âm lịch. Đối với cây có nụ hoa còn nhỏ thì nên lặt lá sớm, thời gian trên là thích hợp. Đối với những cây có nụ hoa to hơn thì có thể lặt lá trễ hơn vài ngày, từ 16-17 tháng Chạp âm lịch. Còn lặt lá vào thời điểm 18-19 hoặc 20 tháng Chạp âm lịch thì đối với nụ hoa đã lớn, độ 3-4 ngày nữa sẽ bung vỏ lụa. Lưu ý, có những giống mai hơn 5 cánh, thời gian ra hoa sẽ chậm hơn, vì thế bạn nên lặt lá trước một tuần. Tiếp theo, dựa vào thời tiết thì có những trường hợp như sau. Trường hợp 1, nếu thời tiết những ngày cuối năm nắng ấm, thì thời điểm lặt lá tốt nhất là từ ngày 15 đến 17 tháng Chạp âm lịch. Trường hợp 2, nếu thời tiết mưa se lạnh, thì nên tiến hành lặt lá mai sớm hơn thời điểm thích hợp là từ ngày 5 đến ngày 10 tháng Chạp âm lịch. Trường hợp 3, đối với thời tiết có nắng nóng và gió lạnh thì việc lặt lá sẽ vào khoảng 17-20 tháng Chạp, tránh trường hợp hoa mai vàng sẽ bung nở sớm hơn. Trường hợp 4, tháng Chạp nếu trời mưa nhiều và mùa mưa kết thúc muộn thì cần phải lặt lá sớm ngày 1 đến 5 tháng Chạp âm lịch để kích thích nụ mai vàng bung vỏ lụa. Khi đã lặt lá xong, bạn nên theo dõi tình hình thời tiết trời cũng như sự phát triển của nụ hoa để kịp thời điều chỉnh và bón phân. Trong quá trình theo dõi, nếu tiết trời lạnh sẽ làm cho mai nở chậm, trường hợp này bạn nên tưới mai bằng nước ấm để kích thích mai nở sớm. Bên cạnh đó, khi gặp tiết trời nắng nóng khiến mai nở sớm, bạn hãy dùng nước lạnh hoặc nước đá tưới vào gốc mai để kìm hãm mai nở chậm lại vào đúng Tết nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu như các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký kênh, like, share, bình luận và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo về video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.